từ đâu? Ta đang tìm Thủy Tinh. Gì Thủy Tinh? Mà giờ đây ta không biết tìm Mỹ Nương ở nơi nào. Mỹ Nương ơi, Mỹ Nương! Ta đang tìm Mỹ Nương đây. Đừng có nghe lời Thủy Tinh. Thủy Tinh nó không yêu nàng bằng ta đâu. Ta mới là người yêu nàng đây nè. Thủy Tinh, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Cái ngươi đã làm cho Mỹ Nương. Mỹ Nương không còn nghĩ đến ta nữa. Là cũng do Thủy Tinh. Ta sẽ thề tìm kiếm ngươi. Không thể nào tha thứ cho ngươi. Cận vô liền, người ta khen rồi không có nói lại. Lại. Cho Ngọc Tiên đẹp. Kìa, có cái bên nè đó. Đây. Trời ơi, kìa, giám đốc kìa. Cái bác sĩ. Trời ơi, mới như bác sĩ. Đây. Dạ. Không mặc đâu. Mẹ cầm. Rồi, qua đây. Nhưng mà ở một lần trước, chúng mình gặp con rồi. Lần này cũng gặp con. Dạ. Thơm. Giờ tóc này, giữa tóc này là nó đẹp lắm. Trùng tu nó đi xuống cái nó vậy đó, đi xô xuống cái bộ mới cho lấy hình như nơi cho chỉ cho hai cho con như vậy đúng không? Đẹp nè, nhân tóc này đẹp nè. Thân ơi, hôm nay ba làm sơn tinh tinh. Sơn Thủy Tinh Tinh, Thủy Tinh Tinh là đệ tử Thương Sơn Tinh là. Mời 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 trở lại sân khấu ạ. Thủy Tinh Tinh. Tạo hình rất là. Đây vô luôn chị. Vô đi cái gì xin tôi hình cái. Mời trở lại sân khấu ghi hình các bạn ơi. Giám đốc không vô nè. Rồi vô. Dạ con xin lại đó ạ. Mấy quyền đó con. Rồi. Nó. Chúa mình chúa. Dạ, dạ rồi. Rồi cho xin tôi hình đi. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Dẻo xanh cho em xin chụp tấm. Dạ rồi. 1 2 3. Dạ rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người. Dạ rồi, bây giờ sập cái trò xuống tụi con. Để cho thí sinh được lên. Dạ, anh vô luôn anh. Cũng tiên á. Dạ. Cũng tiên đó. Châu Ngọc Tiên. Hà Tiên. Ở hai xếp này. Châu Ngọc Tiên. Ai, ai, ai của bộ tộc gia đình Minh Nhí nè. Vân ngồi vô đây dùm nhé. Bộ tộc gia đình Minh Nhí. Ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ là kiếp sống của loài lợn. Mời trợ lý của anh Minh Nhí xách 20 triệu cái đây sẵn coi. Trời, lúc mà con quen con cười nó nhận ra con hết trời, nó trẻ quá trời luôn. Trời ơi.
17 tuổi, chính xác rồi. Mấy trời lấy ra rút chuyển khoản ra rút. Đâu rồi? Mình đi đi em. Đây nè, thấy chưa? Anh trời ngủ, anh trời ngủ. Đã. Rồi ghi hình, ghi hình, ghi hình. Anh lên rồi, rồi chuẩn bị ghi hình. Có tiếng gì dữ hả? Tiếng mình nghĩ đó. Tiếng mình nghĩ đó. Đâu rồi? Đè gái. Đè gái trai. Kia kìa. Đây nữa, đây luôn. Rồi, hiện trường ổn định. Hình đi, hình đi. Má trai. Rồi, lên lên bên dây luôn ha. Bị tinh tinh. Rồi, cho mình đi. Phân ơi, mấy cái khách nghe full đèn chưa? Quá trời luôn. Nó có cái quạt kia đó mà. Không thấy. Tinh thần của cái tính, cái tấm lòng mình yêu nghề nghiệp thì thấy nó không mệt, đó là nhờ sự ủng hộ của tất cả quý khán giả thân yêu á, mà đến trời ơi ngồi tới khuya luôn, không thể tưởng được cái tình cảm của quý khán giả dành cho chương trình. Quý rất là vui. Giờ Sơ Thanh chuẩn bị quay hành tiếp. Xin chào cả nhà nha, xin chào cả nhà. Với Ngọc Huyền Châu. Với Ngọc Huyền Châu có Ngọc Huyền Châu. Ngọc mẹ. Châu Ngọc mẹ. Châu Ngọc mẹ là lúc nào cũng đồng hành cùng anh Châu Thành đó đó. Đúng rồi, cho nó đẹp chút mà. Cái giờ cuối á nó bị tàn phai nhan sắc. Không, vẫn đẹp, vẫn rất là năng lượng. Gia đình có chị Hương. Trời ơi, có tiết mục nào mà cả gia đình mình cho chị Tiên rồi Ngọc Huyền Châu với lại chú Châu Thanh cùng xuất hiện không? Có chứ, trời ơi. Có, hỏi ông này nè. Sắp sửa, sắp tham quá. Không có hiểu, không phải bây giờ, nhưng mà cái tiết mục chúng tôi, cả gia đình chúng tôi sắp tới là sẽ có một tiết mục
đặc biệt của một cái chương trình, nhưng mà tôi biết là ăn lẩu ăn chị hả chị? Thấy không? Cái ông giám đốc kỳ cục, mỗi lần ông thấy tôi là ông cà khịa nè quý vị. Đó, bởi vì chị em xong bích lòng bích lộn đi. Anh có cần kêu anh em của mình làm không anh? Đâu hết đệ tử thương vừa là bác sĩ Ngọc Hành dữ lắm. Tinh tinh đi mà nói kêu anh em ra cho người ta bị thổi một cách thôi. Bây giờ tôi bỏ cái vỏ sát xuống nè. Bởi sao? Thua kìa con. Rồi thôi chúng ta tạm biệt. Tạm biệt tất cả. Tạm biệt Sơn Tinh Tinh, chào tạm biệt. Dạ. Chào chào tạm biệt. Con rất mong có tiết mục nào cả gia đình mình lớn nha. Rồi sẽ có. Dạ. Dạ cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn cô Ngọc Huyền Châu. Cảm ơn chú. Rồi bye con. Bye. Chỉ là mùa châu thái bụi mấy nữa chị cho một tiên nhưng nhìn nó sang biệt vườn. Cảm ơn chị Ngọc Tiên, bye bye.